Hallo Lieben, schön, dass ihr mal wieder einschaltet. Xin chào các bạn, rất vui các bạn đã dành thời gian để bật phim này lên. Như các bạn đã thấy thì video lần này của chúng ta sẽ là về một chủ đề ngữ pháp. Chủ đề ngữ pháp này có liên quan đến những conjunctionen. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải định nghĩa xem conjunctionen là gì. Conjunctionen dịch ra tiếng Việt có nghĩa là liên từ. Nhắc đến liên từ thì các bạn thể hình dung ra được đó là những cái từ để liên kết cái gì đó lại với nhau, được không ạ? Trong tiếng Đức thì chúng ta chia ra thành hai loại conjunctionen. Loại thứ nhất đó là nebenordnende conjunctionen và loại thứ hai là unterordnende conjunctionen. Nebenordnende conjunctionen là những liên từ sẽ liên kết hai câu chính hoặc là liên kết những thành phần câu, những nhóm từ hoặc là các từ đơn lẻ lại với nhau. Còn unterordnende conjunctionen sẽ liên kết câu chính và câu phụ với nhau. Nói đến đây thì chúng ta sẽ phải đặt một câu hỏi đó là thế nào là câu chính và như thế nào là câu phụ? Câu chính, tiếng Đức chúng ta gọi nó là Hauptsatz. Là một câu mà ở đó, động từ chính của câu sẽ đứng ở vị trí thứ hai, thường là sau chủ ngữ. Và những cái câu chính sẽ có thể đứng một cách đơn lẻ mà nghĩa của câu vẫn đầy đủ. Và ngược lại, câu phụ Nebensatz là những câu mà ở đó, động từ chính của câu được chia và được đặt ở vị trí cuối cùng của câu. Chúng ta không thể để câu phụ đứng riêng lẻ, tức là tách nó ra khỏi câu chính, bởi vì khi đó thì câu phụ sẽ không còn được đầy đủ ý nghĩa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem một ví dụ để có thể hiểu rõ hơn về câu chính và câu phụ nhé. Chúng ta có hai câu đơn lẻ sau đây. Ich lerne fleißig. Ich lerne fleißig. Ich kann die Prüfung bestehen. Ich kann die Prüfung bestehen. Điều mình muốn làm ở đây đó là ghép hai câu này lại với nhau bằng cách sử dụng liên từ damit. Damit là một liên từ có nghĩa là để mà. Bây giờ bạn hãy xem là khi mà chúng ta ghép hai câu này lại với nhau bằng liên từ damit thì vị trí của các từ trong câu sẽ thay đổi như thế nào nhé. Ich lerne fleißig, damit ich die Prüfung bestehen kann. Ich lerne fleißig, damit ich die Prüfung bestehen kann. Các bạn thấy ở đây đó là về bên trái màn hình của các bạn. Đó là chính là câu chính bởi vì động từ chính của câu lerne đứng vị trí thứ hai sau chủ ngữ và nó được nối với câu phụ bằng liên từ damit. Và trước liên từ thì chúng ta thường đặt một dấu phẩy để có thể phân cách từ câu chính và câu phụ. Và sau liên từ damit thì các bạn có thể thấy là rồi động từ kann sẽ được chuyển xuống đứng ở vị trí cuối câu thành damit ich die Prüfung bestehen kann. Những cái câu mà động từ đứng ở vị trí cuối cùng của câu như vậy chúng ta gọi là những câu phụ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi sâu hơn nữa để tìm hiểu những cái liên từ nào thường được sử dụng trong tiếng Đức nhé. Trước tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu những nebenordnende conjunctionen, tức là những cái liên từ sẽ kết nối câu chính với câu chính. Ở phần này chúng ta sẽ chia ra thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là những kết nối cạnh nhau. Chúng ta có und và. Ich habe gestern gelesen und er hat Fußball gespielt. Ich habe gestern gelesen und er hat Fußball gespielt. Ich habe gestern gelesen und er hat Fußball gespielt. Các bạn có thể thấy ở đây đó là chúng ta có hai vế câu. Ich habe gestern gelesen và vế thứ hai đó là er hat Fußball gespielt. Đối với liên từ und thì khi mà chúng ta ghép hai câu này lại với nhau thì chúng ta cũng không cần phải lo đến sự thay đổi vị trí của động từ trong câu bởi vì und sẽ liên kết câu chính với câu chính và ở trong câu chính thì động từ luôn luôn đứng ở vị trí thứ hai, thông thường là sau chủ ngữ. Sowohl als auch, vừa cái này lại cái kia. Sie ist sowohl Sängerin als auch Schauspielerin. Sie ist sowohl Sängerin als auch Schauspielerin. Sie ist sowohl Sängerin als auch Schauspielerin. Nicht nur, sondern auch. Nicht nur, sondern auch. Không những mà còn. Sie kann nicht nur gut singen, sondern auch gut malen.
Sie kann nicht nur gut singen, sondern auch gut malen. Sie kann nicht nur gut singen, sondern auch gut malen. Nhóm thứ hai đó là kết nối lý do. Chúng ta có liên từ denn, denn. Bởi vì kommt nicht, denn ist krank. Kommt nicht, denn ist krank. Nhóm thứ ba đó là kết nối trái ngược. Aber, nhưng. Ich möchte mit dir gehen, aber ich habe leider keine Zeit. Ich möchte mit dir gehen, aber ich habe leider keine Zeit. Ich möchte mit dir gehen, aber ich habe leider keine Zeit. Sondern, mala. Ich bin nicht mit dem Auto gefahren, sondern zu Fuß gegangen. Ich bin nicht mit dem Auto gefahren, sondern zu Fuß gegangen. Ich bin nicht mit dem Auto gefahren, sondern zu Fuß gegangen. Và nhóm thứ tư là kết nối lựa chọn. Oder, hoặc là. Wir müssen jetzt gehen oder wir verpassen den Zug. Wir müssen jetzt gehen oder wir verpassen den Zug. Wir müssen jetzt gehen oder wir verpassen den Zug. Entweder oder. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Entweder ruft er mich an oder ich schicke ihm eine E-Mail. Entweder ruft er mich an oder ich schicke ihm eine E-Mail. Entweder ruft er mich an oder ich schicke ihm eine E-Mail. Weder noch. Không cái này mà cũng chẳng cái kia. Er ist weder gekommen, noch hat er angerufen. Er ist weder gekommen, noch hat er angerufen. Er ist weder gekommen, noch hat er angerufen. Đó là những nebenordnende Konjunktionen, những liên từ kết nối những câu chính với câu chính hoặc là kết nối các thành phần câu hay là các từ riêng lẻ với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những cái liên từ kết nối câu chính với câu phụ, hay chúng ta còn gọi là unterordnende Konjunktionen. Đối với các câu có chứa những liên từ này thì các bạn lưu một điều, đó là những cái liên từ này thường được đặt sau dấu phẩy, ngăn cách giữa câu chính và câu phụ. Và những cái liên từ này thường là bắt đầu về câu phụ. Và ở về câu phụ này thì các bạn hãy lưu một điều, đó là động từ của câu sẽ luôn luôn đặt ở vị trí cuối cùng của câu. Ở đây thì mình đã lựa chọn ra một vài những cái liên từ thường được sử dụng phổ biến nhất để giới thiệu với các bạn. Và chúng ta sẽ chia những liên từ này thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất chúng ta có những liên từ kết nối lý do. Thứ nhất, weil, hoặc là da. Hai liên từ này đều có nghĩa là bởi vì. Ich kann heute nicht in die Arbeit gehen, weil ich krank bin. Ich kann heute nicht in die Arbeit gehen, weil ich krank bin. Các bạn cũng có thể hoàn toàn dùng liên từ da ở đây mà nghĩa của câu không thay đổi. Ich kann heute nicht in die Arbeit gehen, da ich krank bin. Damit. Để mà. Chúng ta cũng có nhắc tới liên từ này ở phần đầu của bài học rồi. Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland studieren kann. Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland studieren kann. Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland studieren kann. Das. Sang. Er hat gesagt, dass er morgen nicht kommen kann. Er hat gesagt, dass er morgen nicht kommen kann. Er hat gesagt, dass er morgen nicht kommen kann. Obwohl, mach so. Ich habe die Prüfung bestanden, obwohl ich nicht viel gelernt habe. Ich habe die Prüfung bestanden, obwohl ich nicht viel gelernt habe. Ich habe die Prüfung bestanden, obwohl ich nicht viel gelernt habe. Nhóm thứ hai chúng ta có là
Kết nối kiểu cách. Indem. Indem. Tức là bằng việc làm gì đó. Ví dụ như indem du mehr lernst, bekommst du bessere Noten. Indem du mehr lernst, bekommst du bessere Noten. Indem du mehr lernst, bekommst du bessere Noten. Ob. Ob. Nil. Ich weiß nicht, ob er morgen kommen kann. Ich weiß nicht, ob er morgen kommen kann. Ich weiß nicht, ob er morgen kommen kann. Nhóm tiếp theo chúng ta có là những liên từ kết nối thời gian. Als. Als. Có nghĩa là khi. Liên từ này thường chúng ta dùng để chỉ một hành động diễn ra một lần trong quá khứ. Als ich ein Kind war, habe ich oft draußen gespielt. Als ich ein Kind war, habe ich oft draußen gespielt. Als ich ein Kind war, habe ich oft draußen gespielt. Wenn. Wenn. Khi. Wenn ich Zeit habe, besuche ich dich. Wenn ich Zeit habe, besuche ich dich. Wenn ich Zeit habe, besuche ich dich. Bevor. Bevor. Tschüchi. Ich muss mein Zimmer fertig aufräumen, bevor meine Mutter nach Hause kommt. Ich muss mein Zimmer fertig aufräumen, bevor meine Mutter nach Hause kommt. Ich muss mein Zimmer fertig aufräumen, bevor meine Mutter nach Hause kommt. Nachdem. Nachdem. Sauchi. Nachdem ich gefrühstückt habe, bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren. Nachdem ich gefrühstückt habe, bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren. Nachdem ich gefrühstückt habe, bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren. Bis. Bis. Ciao, Dohi. Ich warte hier, bis du mit der Arbeit fertig bist. Ich warte hier, bis du mit der Arbeit fertig bist. Ich warte hier, bis du mit der Arbeit fertig bist. Während. Während. Changhi. Ich lese ein Buch, während mein Mann fernseht. Ich lese ein Buch, während mein Mann fernseht. Ich lese ein Buch, während mein Mann fernseht. Seit. Hoặc là seitdem. Kể từ khi. Seitdem sie den neuen Job bekommt, hat sie kaum Zeit für ihre Kinder. Seitdem sie den neuen Job bekommt, hat sie kaum Zeit für ihre Kinder. Seitdem sie den neuen Job bekommt, hat sie kaum Zeit für ihre Kinder. Sobald. Sobald. Zum Now. Ich melde mich bei dir, sobald ich in Berlin angekommen bin. Ich melde mich bei dir, sobald ich in Berlin angekommen bin. Ich melde mich bei dir, sobald ich in Berlin angekommen bin. So, đó là một vài những cái liên từ thông dụng mà các bạn có thể bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Để có thể nhớ được những cái liên từ này và cũng như là áp dụng được nó vào trong việc thành lập câu thì các bạn hãy dành một chút thời gian để làm những cái bài tập ngữ pháp nhé. Những cái đường link đến cái phần bài tập ngữ pháp thì các bạn hãy tìm thấy ở phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video. Tất cả những liên từ mà mình vừa đề cập tới trong bài thì mình cũng sẽ tổng hợp lại ở trong phần hộp thông tin miêu tả dưới video, các bạn đừng bỏ qua nhé. Đối với kinh nghiệm của mình sau khoảng gần chục năm học tiếng Đức thì mình nhận thấy rằng chính cái việc là phân biệt ra câu chính với câu phụ đã khiến cho tiếng Đức là thành một cái thứ tiếng rất là khó để mà có thể nói được. Trước tiên là trôi chảy và thứ hai nữa là đúng ngữ pháp. Thực sự rất là khó, đặc biệt là nếu như mà các bạn để ý thì các bạn thấy rằng ở trong những cái câu mà chúng ta phải dùng những cái liên từ kết nối nó câu chính với câu phụ thì những cái động từ trong câu sẽ phải đặt ở cuối cùng của câu. Và tất nhiên là khi mà các bạn nói thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem là cái từ này
sẽ đặt ở đâu và cái chủ ngữ của câu, đại từ trong câu là đứng ở ngôi thứ mấy để mà chúng ta có thể chia động từ theo cách phù hợp. Có nhiều khi mà chúng ta nói những cái câu nó dài quá thì chúng ta nói được đến phần cuối cùng thì chúng ta lại quên mất chủ ngữ của câu là gì. Nói chung là đó là những cái mà mình thấy so với tiếng Anh hay là tiếng Việt của chúng ta thì thực sự là tiếng Đức cũng tương đối là khó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể nào vượt qua được những cái rào cản này. Và nếu như mà các bạn dành một chút thời gian để luyện tập, trước tiên thì chúng ta hãy luyện tập bằng cách là chúng ta làm bài tập, chúng ta viết nhiều để chúng ta làm quen được với cả những cái từ vựng. Và sau này thì khi mà các bạn đã chắc được cái từ vựng rồi thì các bạn sẽ có thể áp dụng nó vào trong cái việc nói nó nhuần nhuyễn hơn. Và tất nhiên là trong cái quá trình ban đầu thì có thể chúng ta sẽ mắc lỗi, chúng ta sẽ có những chỗ này sai, chỗ kia chưa đúng. Tuy nhiên thì sau này trong một cái quá trình mà các bạn rèn luyện, luyện tập dần thì các bạn sẽ nhận thấy rằng cái khả năng phản ứng nhanh nhạy với ngôn ngữ của chúng ta sẽ được tốt hơn lên rất là nhiều. Và để có được cái sự tốt hơn lên này thì bắt buộc chúng ta phải trải qua một cái quá trình học tập và rèn luyện. Hy vọng là video ngày hôm nay hữu ích với các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan tới nội dung bài học hay là những cái đóng góp, những cái ý kiến, những cái mong muốn cho những cái chủ tiếp theo thì các bạn hãy đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần góp ý phía dưới video nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis bald!